thì xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và gọi là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam về thương mại điện tử nhằm hỗ trợ xuất khẩu theo cả mô hình kinh doanh doanh nghiệp tới doanh nghiệp B2B cũng như doanh nghiệp tới người tiêu dùng B2C. Thưa các quý vị đại biểu, 6 tháng đầu năm 2020 là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng và hiện đang vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu, kéo theo quan hệ đối với hoạt động kinh tế như thị trường tiêu thụ bị tiêu thu hẹp, tình hình khan hiếm nguyên liệu do chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, các vấn đề về tài chính do gián đoạn sản xuất, đặc biệt là khi các nền kinh tế thế giới và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam như Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, v.v. là các quốc gia có số ca bệnh lớn nhất và phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài. Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy xuất nhập khẩu đã chịu ảnh hưởng mạnh từ dịch COVID-19. Cụ thể là kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 123 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ.